Xin chào tất cả các anh. Thì hôm nay thì em sẽ làm video hướng dẫn và chia sẻ một số mẹo để mình có thể phân biệt được xăng Zippo thật và giả. Bởi vì là xăng Zippo trên thị trường hiện nay thì được ưa chuộng rất là nhiều. Chính vì thế nên là nó cũng bị làm nhái rất là nhiều nữa. Và khi mà mình sử dụng xăng Zippo giả thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bật lửa của mình. Điều đầu tiên đó chính là nó sẽ làm hỏng bật lửa của mình. Thứ hai nữa là nó sẽ khiến ngọn lửa của mình nó không được đẹp, nó sẽ bị bập bùng. Và thứ ba nữa là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mình. Như các anh thấy đây thì em đang cầm trên tay hai chai Zippo, một thật và một giả. Nhìn qua như thế này thì rất là khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả đúng không ạ? Các anh có biết được đâu là chai Zippo hàng chính hãng không ạ? Và trên tay em, tay trái này thì đang cầm một chai Zippo hàng giả, hàng kém chất lượng. Và bên tay phải thì đang cầm hàng chính hãng. Và không để các anh phải đợi chờ lâu hơn nữa thì hãy cùng em bắt đầu đi tìm hiểu một số mẹo để phân biệt được xăng Zippo hàng chính hãng nhé. Đầu tiên là dung tích của xăng Zippo thì hàng chính hãng nó chỉ có dung tích duy nhất là 125ml mà thôi. Còn hàng giả, hàng nhái thì có dung tích từ 120 đến tận 200ml lận. Tiếp theo thì các anh có thể cảm nhận trên thân của vỏ chai xăng này thì hàng chính hãng thì cảm giác của nó sẽ sần sùi và có màu đen nhám. Còn hàng giả, hàng nhái thì cảm nhận nó có vỏ trơn hơn và có màu đen bóng. Hoặc các anh có thể nhìn chai xăng ở dưới ánh sáng đèn điện hoặc là ngoài trời để nhận biết rất là dễ dàng. Mặt sau thì rất là dễ nhận biết thôi. Các anh có thể nhìn thấy đây, biểu tượng cảnh báo nguy hiểm và phông chữ của nó không được đồng đều. Còn bên hông của xăng Zippo chính hãng thì các anh có thể là thấy đây là vết hàn. Còn bên này thì là cái ghép, những cái vết ghép mà chồng lên nhau. Và phía bên hông kia còn lại thì có một cách kiểm tra rất là đặc biệt mà chỉ có Zippo chính hãng mới làm được. Đó là các anh có thể sử dụng điện thoại hoặc là kính lúp soi vào biểu tượng của chiếc bật lửa và zoom lớn lên thì sẽ nhận được kết quả đó chính là những chữ Zippo nhỏ li ti. Và ngược lại với xăng Zippo giả thì chúng ta sẽ không nhận được kết quả gì ngoài những cái dấu chấm nhỏ li ti. Và trên thân chính của chai xăng Zippo này thì nhà sản xuất cũng đã có in nổi một cái hình tam giác này. Và các anh nhìn thấy thì rất là rõ. Và khi mà mình sờ lên thì cũng rất là nổi bởi vì cái này là được in nổi. Nhưng mà còn đối với chai xăng Zippo giả này thì thứ nhất đầu tiên đó chính là cái này làm nó được dập khuôn. Nên là khi mà mình sờ lên thì cảm giác nó rất là mờ nhạt, nó rất là mịn, giống như là cái vỏ của nó vậy. Và thứ hai nữa là nó được in to hơn rất là nhiều so với chai xăng Zippo thật. Và một điểm nữa cũng rất là dễ phân biệt đó chính là những chai xăng mà hàng giả bên ngoài thị trường thì có nhiều chai là cũng sẽ được chụp lên một cái nắp nhựa như này đó. Và cũng có nhiều chai loại khác nữa thì là nó chỉ dán thêm một cái tem thôi, rất là đơn giản. Nhưng mà đối với chai xăng Zippo chính hãng nó chỉ có như này thôi và một cái tem 7 màu dán lên như này. Khi sử dụng xăng Zippo chính hãng thì cho ra ngọn lửa rất là bền bỉ trước gió, mùi của nó nhẹ và không có sử dụng các dung môi độc hại cho sức khỏe và giúp cho bảo vệ các chi tiết phụ kiện khác. Trong khi đó thì xăng Zippo kém chất lượng được pha tạp các chất khác nhau, độ cháy và độ dư lửa rất là kém. Khi đốt lên thì có nhiều khói đen hơn, gây nóng nguội vào trong buồng đốt, phá hủy tim nhanh hơn gấp nhiều lần và nó sẽ góp phần nhanh chóng là phá hỏng chiếc hộp bẹt của mình nếu như các anh sử dụng lâu dài. Các anh nên nắm vững chắc những mẹo về phân biệt xăng Zippo thật và giả và nên lựa chọn những địa điểm uy tín mua hàng chất lượng chính hãng để đảm bảo cho sức khỏe của mình cũng như là bảo vệ cho chiếc bật lửa của mình nhé. Và xin cảm ơn các anh rất là nhiều và hẹn gặp lại các anh trong những video lần sau.